Con tôm mình thấy nó cũng bự lắm á, chắc cái nồi này là đủ nè. Chào các bạn, mấy hôm nay rần rần cái vụ mà mì gói mắc nhất Sài Gòn ha. Hôm nay bữa nay mình mới thử đi, mình mua về mình review thử coi cái món mì như thế nào. Các bạn biết cái bịch mì là nhiêu tiền không? 1 triệu đồng đó. Tí nữa mình sẽ mở ra, mình sẽ hâm lại rồi mình sẽ review cho các bạn coi nha, trong này có những cái gì mà nó mắc như vậy nha. Ok, bây giờ mình sẽ lấy nước để mình hâm lại cái con tôm nha. Đi đi đường nó nguội mất tiêu rồi. Chút xíu thôi, mình hấp nó sẽ nóng lên. Ok. Đồ này mình nghĩ là đủ rồi. Ok. Mình sẽ bỏ một cái chén vô đây. Bỏ một cái chén vô. Con tôm, wow, con tôm bự lắm nha bạn, nha, các bạn coi nha, tôm mà bự bằng bàn tay mình luôn á, một con, đây là một phần của nó là có 2 con nha, một con nữa, rồi đây là 2 con tôm. Thì khi mua thì nó người ta đã luộc sẵn rồi, thì bây giờ mình về mình chỉ hấp lại cho nó nóng thôi, sau đó bỏ vô mì. Mì chắc mình cũng phải hâm lại chứ, để cho nó nguội quá ăn không ngon. Mình sẽ lấy nắp đậy vô để cho nó mau nóng nè. À, rồi giờ mình sẽ mở bếp lên, sẽ rất là mau sôi nha. À, có một số bạn chắc cũng sẽ thắc mắc là tại sao mình không ăn tại quán, tại vì thực chất á, ăn tại quán á, ồn ào lắm, thì cũng đông á, và mình thì cũng không thích chỗ đông người nữa, nên mình mua về mình ăn rồi mình review này kia, nói chuyện cho thoải mái, với lại có một mình nhiều khi nó tiện hơn. Ví dụ ở ngoài quán mình nói, mình review mình nói ra nói vô thì tiếng ồn này kia nó cũng không có được rõ, rồi nó không thoải mái nữa, nên mang về tuy là nó cũng nóng á, mình hâm lại thì tất nhiên nó vẫn sẽ ngon thôi. Đổ lại mì nha, trụng chút xíu thôi, mình trụng sơ cho nóng thôi, với lại hâm nồi nước lên là bỏ vô thôi. Tại nãy mình kêu chủ quán á, là trụng sơ sơ thôi, tại vì mình còn trụng lại nó không nguội, mình trụng lại nó nát. Ok, vậy giờ mình lại nước vô nè, xíu ra mình sẽ đặt nồi nước lên. Rồi ha, cái nồi tôm hấp này chắc là cũng nóng rồi đó, mình chắc mình tắt bếp nha, để cho mấy công là nó nóng chín quá là nó bị bở ha. Tắt bếp rồi. Ok, giờ mình sẽ nhấc ra. Rồi mình tắt chút xíu nữa, ngồi ngồi rồi mình sẽ vớt ra. Rồi thì hành rồi cắt vô, giờ mình sẽ quấy lên cho nó chín nè. Mình thích ăn hành lắm nên là để cho nó vừa thơm ha, mà ăn nó ngọt ngọt ngọt, nó đỡ ngán mì nữa. Cắt hành nó chín rồi đấy, mình sẽ đổ ra ha. Ok, hấp dẫn chưa? Thiếu một cái rất hấp dẫn. Rồi giờ mình sẽ review cái tô mì 1 triệu này nha. Bạn các bạn thấy không, 2 con tôm này. To chưa, đây kinh khủng, tô mì là 1 triệu á. Thiệt tình á là nó không, đối với một số người chắc là nó cũng không phải là mắc lắm đâu, nhưng mà đối với mình nó rất là mắc nha. Nhưng mà thấy nó rất là hot nên mình cũng ráng bấm bụng để mà đến ăn thử coi là cái chất lượng nó như thế nào. Thì đây con tôm hùm này sẽ là một con, mình sẽ để ra bên nha, để cho nó rộng rãi chút xíu mình để mình ăn. Đây nè, đây mà một con nữa, rồi các bạn xem nha. Rồi ở đây là mì, mì hâm nóng rồi nha. Thực sự đó, nhìn vô mì nó cũng không có gì đặc biệt hết trơn á,
nó giống như cái gói mì bình thường mình ăn, gói mì Hảo Hảo hay mấy gói mì đệ nhất gì đó, nhưng mà không biết tại sao nó mắc quá trời luôn, 1 triệu một tô mì này. Chắc là cái giá của nó thế nào nó mắc là bởi vì đây chính là thủ phạm gây ra cái gói mì nó mắc vậy đó. Mà thôi kệ, ăn thử coi coi biết nó có gì đặc biệt không. Mình ăn mì trước. Ngon, cũng ngon các bạn. Không ngon chắc ngoại kêu ngon, vì mắc quá mà triệu bạc mà không ngon không. Ok, bây giờ mình sẽ ăn một con tôm trước. Đây mình sẽ dọn một con tôm ra. Ây da, chạy ra bàn rồi. Ây các bạn xem nha, trời ơi tôm gạch không mà gạch luôn nè. Cắn thử coi sao. Ngon quá. Nó dai, nó ngọt. Ngon lắm các bạn. Có dịp các bạn ghé thử ăn thử nha. Đúng là nó mắc thiệt á, nhưng mà thôi kệ. Dân chơi mà, sợ gì mưa rơi. Ăn cho biết. Ăn miếng mì nữa. Vì cái giá nó vậy đó, có một số người nói rất là mắc nhưng mà quán rất là đông nha, mình tới mua mình chờ hẳn 15 20 phút á, đông lắm, trong khi đó là mình tới sớm rồi đó, nên mình không có muốn ăn tại quán, muốn ăn về ăn ở nhà thoải mái hơn. Thì mình lấy cái kéo mình cắt cái vỏ nó ra, cái vỏ cứng quá. Đây kéo của nó đây, cứng quá, cái vỏ nó cứng quá các bạn ơi. Con tôm này mình nghĩ chắc cũng phải tầm nửa ký á, hai con này là 1 ký thì cái giá tôm hùm bây giờ thì hai con và tầm 1 ký thì cái con mì 1 triệu thì mình nghĩ không có mắc, tại vì tôm khá là ngon, dai lắm và tôm lớn lắm, thì một người ăn tầm mình nghĩ một người ăn không hết á, tại vì hai con tôm để nhiều lắm, ăn hết 1 ký tôm vậy rất là nhiều. Đây mời các bạn nha, cắn cái. Trời đúng không? Thank you.
còn cái đầu của nó nè, các bạn nhìn đi, cái đầu của nó bên trong gạch không à. Mình sẽ cắt nó ra, cái đầu nó gai không à, cầm không cẩn thận là chảy máu. Đây, trời ơi. Rồi các bạn xem ha, gạch không là gạch luôn á. Béo ngậy à. Béo ngậy à. Ăn như trứng gà tai đó. Ngon ghê á. Ăn miếng mì đã cho đỡ ngán mất công miệng ngủ nở ra mất ngon. Ăn hết rồi. Ăn cho hết luôn, tập trung vô ăn phải không con tôm hầm. Hết mì rồi nha. Giờ tập trung ăn cho hết con này luôn. Cái vỏ nó có gai đâm đau á. Cẩn thận cái là đâm chảy máu tay.
ở trong này nè, mình không ăn được hết tại vì nó không có thịt nhiều, nhưng mà cái gạch của nó nằm trong mấy khe hút ra béo lắm. Vậy là sắp hết con tôm hùm về rồi đó, mình chỉ ăn một con thôi, ngán lắm rồi, vừa no vừa ngán. Còn con này chắc để dành chút xíu vợ mình ăn. Thôi xin chào các bạn nha, nếu các bạn thấy hay các bạn nhớ like, share, subscribe kênh của mình nha, sắp tới mình ra nhiều video hay lắm á. Xin chào tất cả các bạn.